Nói rằng hồi 4 giờ rưỡi sáng nay con mơ mơ màng màng, cô Thi Liên về, bác Lê ơi, con bị hai người hại rồi, con không còn sống nữa. Tôi nghĩ ông này nó chơi đó. Cái gì vậy? Thì ông Lê ông mới nói thế. Cho nên ông nhờ, và tôi cũng có nhờ tất cả những chư ni mà thân thương nhất của sư cô Thi Liên, cũng một số Phật tử ở các nơi mà thân thương với cô Thi Liên. Và sau đó trong ba ngày thì có người cho hai người đã đọc cô Thi Liên rồi. Thế thì việc đó coi như bỏ qua. Đến ngày 23 tháng 9, cũng là ngày 23 nữa, thì phát hiện được cái thi thể của sư cô Thi Liên. Và đúng vào ngày 23 tháng 5 năm 2011, Sở Cảnh sát giao thi thể sư cô Thi Liên cho nhà hoàng và cho luật sư. Và luật sư đến kêu tôi lo chúng ta. Vậy thì giờ này chúng ta không biết ngày nào là ngày ni sư ra đi, cũng như những người vượt biên vượt biển mà biết không biết ngày nào. Thì chúng tôi lấy vào ngày 23 tháng 4 là ngày giỗ hàng năm của sư cô Thi Liên. Đó là cái lời tâm tình mà ông Quỳnh Tấn Lê đã nhiều lần nói như thế, và tôi cũng thấy điều đó là hợp lý, cho nên tôi đồng ý và báo cho gia đình biết lấy cái ngày 23 tháng 4 là ngày giỗ mỗi năm trên tu. Trong lúc này tất cả chư tôn đức, chư Phật tử thiện nam tín nữ và đồng hương chúng ta ở nơi đây đều một lòng cầu nguyện cho chân linh của sư cô Thi Liên được cao tăng một phút an ủi trong những ngày cô bị khổ sợ. Đó là duyên nghiệp của cô đã gây ra từ kiếp trước, kiếp này cô phải gánh, và như thế là đã mãn cái nghiệp rồi. Trong đạo Phật có dạy, người tu mà gặp được nghiệp thì vui mừng lắm. Chúng cô Thi Liên rất vui mừng được trả nghiệp. Người đời gặp phước thì vô cùng vui mừng. Thế cho nên theo quý vị, quý thầy dạy rằng nên chấp nhận mọi cái nghiệp mà mình phải thọ lãnh. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa chư Phật tử và đồng hương, hôm nay con trò giác sĩ thành kính bái lạy chư tôn đức để giúp cho lời cầu nguyện cho giác linh của sư cô Thi Liên cao đăng Phật quốc. Và con trò giác sĩ cũng thành thật cảm ơn toàn thể chư Phật tử đồng hương thân tín thân thương đã về đây giúp cho cái chung lo cái ngày quả táng của sư cô được trọn phần viên mãn. Thành thật tri ân A Di Đà Phật. Con tôi đến trên này. Tôi đã đến trên này. Sau lễ chứng minh, chúng con cung thỉnh chư cô quan long vào nơi trà từ để tưởng thương chư cô Thi Liên.